Quý vị và các anh chị ở lại tại Từ Sơn được dồi dào sức khỏe và luôn luôn làm ăn phát tài phát lộc, và nhất là quý vị nên nhớ hãy đầu tư vào dự án Hồng Kông Paris của anh Mẫn Ngọc Anh, để càng ngày chúng ta sẽ có được nhiều chương trình hay hơn, hấp dẫn hơn và làm giàu đẹp cho Bắc Ninh, Từ Sơn. Còn bây giờ thì con càng bài nữa, ngày mai đi rồi con càng bài nữa cho mẹ nghe nha. Dạ, bài nữa anh Thành ơi. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị hãy nghe một chút đoạn cái lương rất quen thuộc của sự giả Long Thảo. Chút đoạn cái lương được ba tên Máu Nhường, Sơn Chùa. Xin mời quý vị và các chị cùng thưởng thức. Dạ, thưa mọi người, bây giờ phút này thì tôi xin kết quả 100 năm thành công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Huy xin phép hát tặng quý vị một bài dân gian nha. Một bài hát này ca nhạc sĩ Sơn Hạ đã tặng cho Huy nhân dịp Lê Sô lần thứ nhất các tên Hồng Đăng tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, bài hát được tặng Huy Cung Sườn và Huy xin quý vị cùng nghe. Thank you.
Nhưng có buổi đoàn một giọng hát của một chàng trai rất là đẹp trai, một buổi rất là quen thuộc với quý vị. Ngôi sao ca nhạc Lâm Bảo Quy. Một cái bắt tay lại bao nhiêu lắm. Là ca sĩ Dũng Cô Thành. Bây giờ hai anh em cũng lâu rồi không có sân ca. Một cái bắt tay trên thiên nhiên là quý vị. Xin chào tất cả các bạn và cô gái rất nhiều. Hôm nay rồi một cái chú thọ cũng hát đầu tiên, trước đó là quý vị chưa có đến. Nhưng hôm nay thì giờ này thì hát cùng với em gái Hồng Quyên mà mình mua quý vị đang có đồng hồ với một cái đôi. Hai em sẽ gửi tặng đến quý vị và cô gái và chị và các bạn hát khúc và mọi người đã yêu thương trong ngày hôm vừa qua và sáng tác của nghệ sĩ Nguyễn Tiến và hát một đêm Hoa Ngâu Quyền Đầu. Quý vị, chúc quý vị có một đêm xem văn nghệ thật là vui tươi và nhà đời hạnh phúc ạ.
xin cảm ơn mọi người rất nhiều và khi sẽ ở lại sân khấu để gửi đến quý vị những tình huống tiếp theo. Nhưng trước đó thì xin mời phụ huynh của các bé đang ở khu vực phía trước sân khấu, mời các anh các chị sẽ lên đưa cháu trở về khu vực ngồi của mình. Hiện tại thì trên khu vực sân khấu đó là cả một hệ thống dây điện và pháo điện rất dễ gây nguy hiểm cho các bé. Và đặc biệt là những lãng hoa này là sự trân trọng của các đối tác khách hàng dành đến cho tập đoàn Hanaka, mà các bé thì rất là vô tư, không để ý. Cho nên là các bé cũng đã phản ứng rất nhiều với những lãng hoa như thế này. Đó là một sự cảm phiền rất lớn đến với tập đoàn của chúng tôi. Một sân khấu nghệ thuật miễn phí để phục vụ hoàn toàn với quý vị, thì mong rằng sự thành công sẽ là sự kết hợp của tất cả chúng ta. Xin mời các bậc phụ huynh của các bé ở khu vực sân khấu sẽ lên sân khấu để đưa các bé xuống phía dưới gần chỗ ngồi của mình để tránh ảnh hưởng và nguy hiểm với hệ thống dây điện ở trên khu vực sân khấu nghệ thuật hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời anh Phi. Càng em MC Công Thành và đại diện bên tập đoàn Quang Giáo thì chắc cũng không xa lạ với cái chàng MC mà đẹp trai mà nói hay và hát hay như thế này, cũng đã từng xuống làm cho cái chương trình lễ cũng như là thất niên của đại diện của công ty Quang Giáo rất là nhiều lần. Cũng như là trong đó cũng có anh trai Thêm Xíu Muội là một cây đàn hay nhất mọi thời đại, cũng đã cùng đồng hành.